Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay có ông vua Duy Lâm trong tập 7 Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 tới nhà Khương Dừa chơi. Ba bữa nay thì Khương Dừa đi quay phim ca nhạc Ngôi Sao Miệt Vườn của bác. Dạ cũng đi từ sáng tới khuya mới về. Hôm nay thì ở nhà nghỉ ngơi. Bạn cũng không có biết Khương Dừa có nhà hay không, cho nên là bạn cứ tới. Dạ rồi nãy Khương Dừa ở nhà. Rồi hai anh em nãy giờ ngồi uống nước nói chuyện hôm nay thì Long tới để Long cảm ơn Khương Dừa hỗ trợ để cho bạn thi cái Ngôi Sao Miệt Vườn. Nói chung mà bạn rất là vui đó, rất là thích. Duy Long xin mến chào ông bà cô chú kênh Hương Dừa Channel. Cố gắng nói bình tĩnh lại cho Đừng chưa có rung gấp lắm, hả? dạ Rung gấp lắm lại hả? rung dính Dính đâm rồi, dính nên cố gắng giờ cố gắng lại bình tĩnh, bình tĩnh lại. Long mà thi làm tiết mục Hoa Trinh Nữ trong tập 7 của bác. Bà có bác thấy dễ thương không? Rất rất là dễ thương. Bạn biết là bạn hát thì sẽ không bằng những thí sinh khác. Bạn diễn xuất cũng không bằng. Nhưng mà về điều đam mê là bạn đam mê. Cố gắng rồi, cố Đó, gắng. đam mê lắm. Bạn rất là thích luôn. Với lại bạn cũng muốn là bạn xuất hiện trên sân khấu, rồi có bà con bác xem, rồi giám khảo xem, rồi có Khương Dừa rồi nữa để bạn dạn dĩ á. Tại nhiều khi mình run quá. Mà nói với Long thì xem cũng xem tuổi Khương Dừa quá, cho nên thì là hồi bữa trước thì là không biết, cho nên là thấy anh trẻ quá cho nên là kêu bằng em không à, còn kêu bằng cháu luôn Kêu đó. Chị chú chú như hai. vợ kêu chú hai nữa cũng như tao cho nó thân thiện. Mà bữa nay thì là thi xong thì mới biết là Long lớn hơn Khương Dừa xíu một tuổi à, Tuổi nhưng mà quen rồi, quen kiểu anh em rồi, thôi để mình làm già luôn cho Long trẻ, tại Long không có gia đình cho nên vẫn trẻ hơn mình nhiều đó. Thì nói chung công việc nào cũng vậy, trong cuộc sống mà cái gì mình mạnh dạn tự tin thì nó đỡ hơn đúng không đó. Nhất là trong cái là bạn Long cũng đi làm cái công chuyện là cũng cũng như tương tự, cũng giống giống Khương Dừa thì làm giải trí, còn bạn Long là làm về nghệ thuật, là về hội họa. Long là vẽ từ năm bao nhiêu tuổi Long không? Em lúc lúc nhỏ đam mê lúc nhỏ rồi lúc nhỏ đã 60 tuổi là mình vẽ đem ra vẽ mấy hình này hình kia đó, con này con kia đó, giống như mấy đứa trẻ đó. Bắt đầu lớn lên đầu thì 19 tuổi mới chính thức là mình đi vô mình vẽ sơn dầu, đi ra mình học Học tranh sơn học dầu sơn dầu bên mỹ thuật rồi là là mới học 2 3 năm ở đó ở trường, trong cái năm đi ra ngoài học cái cô mà họ mở bằng tranh này là nói bên mình cũng ở trong trường cô ra cô mở cô bằng ra bằng tranh rồi tranh mình thật học mình tới đó mình xin mình học để mình nâng cao tay nghề mình đó, tiến tiến từ 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 phát triển thôi. rồi vẽ được bao nhiêu năm rồi? Cũng giờ cũng phải cũng 19 20 năm rồi. Ồ vậy là bạn làm công làm nghề còn lâu hơn Khương Dừa nữa. Khương Dừa làm công việc giải trí mới có tầm 10 13 14 14 năm. Nhưng bạn ấy thì Khương Dừa thấy nó cũng dễ thương, hiền lành, mà có một điều rất đặc biệt là rất là hiếu thảo luôn. Đó, tuổi này là Khương Dừa đã là thuộc dạng là có vợ trẻ rồi, có con trẻ là con Khương Dừa cũng 9 tuổi rồi. Còn Long là chưa có gia đình luôn, ở dậy nuôi cha là cũng tám mấy tuổi, mẹ cũng bảy 73 mấy tuổi, bệnh hai ông bà không khỏe, cũng có mấy anh em nhưng mà mấy anh em mấy chị cũng em thì cũng có gia đình rồi, cho nên là do gia như đình hai riêng. hai người nên là có 2 3 người mới đủ sức bên mình đấy Cho nên bà chứ. Long là không hỏi sao rồi, chưa có gia đình đó, tại vì ở vậy để nuôi cha mẹ đó. Nhưng với lại nhiều khi cũng một phần nuôi cha mẹ rồi cũng không có thời gian đi, cũng không gặp người này kia, cũng duyên chưa tới. Em cũng ít đi, đâu đó. Sau bọn mình đi mình làm việc xong rồi tối mình lại về. Lúc hồi xưa ba mẹ cũng chưa bệnh, con cái mình cũng cho công việc, mình mê công việc á. Mà suốt à, làm suốt à. Đúng hả? Ít ai đủ em cũng ít đi khi nào đi đâu. Từ khi mình lấy lắm đám tiệc tùng rồi mình đủ mình đi thôi chứ Mà còn. đám tiệc rồi có lên hát được không? Đâu Cũng có cũng cũng có không có mà luôn con hả? cái thì hát hát mấy bài quen 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 rồi mà hát cơ sơ rồi xuống. Cũng mê lắm Cũng hả? rung lắm, rung. Giờ đỡ cho bớt rung cho Giờ đỡ. Mình quen quen từ từ tập quen từ từ. Mà thi xong vui không? Dạ vui. Thi Cảm xong vui, ơn dễ anh thương, Cương nha. dễ thương. Nói chung là có bao nhiêu bạn thí sinh là trước khi thi rung lắm, rồi sau khi thi lúc đầu Khương Dừa tập Tập từ luyện từ rồi, từ từ rồi xong rồi lên ở sân khấu, nhà lên cũng sân có khấu nhiều khi em ngồi nhìn cũng cũng dạng gì. nhìn gương mình cũng tập mình thử mình nói vậy bọn mình nói vậy vậy cho xem mình đúng như thế nào, chứ mà thôi mình quen không không quen bắt đầu mình cứ nhát nhát á cứ Kệ, ngại 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 lâu hoài là mình phải lâu lên lâu mình mình tham tập gia tập đó cho nó vui, mình phải vượt qua được chính mình ha.
nó có nhiều cái niềm vui ở trên đời lắm. Nhưng khi niềm một cái niềm vui được hát rồi được diễn sân khấu là một niềm vui là rất là lớn, nhiều khi mình không có cơ hội để mình được thực hiện đó. Và bữa Lâm tặng cho Vân được một bức tranh hả? Thấy cả không vân thấy nha, mình thấy Vân cũng bay lên rồi xong rồi tặng cho Vân Dung một bức tranh nữa đó. Và hôm nay là Lâm tới chạy xe máy đó, bác mà chở theo bức tranh lớn lắm mà để tặng cho con dừa. Hồi nãy là dán đồ lại hết rồi làm cái quai giống như ba lô để quải sao á, chở từ Hóc Môn lên luôn đó. Mà Khương Dừa thì Khương Dừa nãy Khương Dừa hai anh em nói chuyện lâu lắm, Khương Dừa không có quay, mà cái Khương Dừa thấy dễ thương quá. Khương Dừa mở ra Khương Dừa thấy bức tranh dễ thương quá, với thấy bạn sao mà cực quá, có tấm lòng quá, cho nên là Khương Dừa mới quay cái này để giới thiệu với bọn bác đó. Và Khương Dừa nghĩ á là chắc mai mốt á, mai mốt mà Khương Dừa mà đi khai trương ha, hoặc đi làm gì mà tặng quà á, thì Khương Dừa sẽ không có tặng hoa nữa. Vậy tại vì tặng hoa thì cũng đẹp á, cũng hay á, nhưng mà xong tặng xong rồi cái nhiều khi người ta không mang về được, cái thứ hai hoặc là nhiều khi nó héo cũng ổn đó. Cho nên là chắc Khương Dừa sẽ đặt lông á, thí dụ giống như là đi khai trương cơm tấm anh Bảo Trung, cái mình để vẽ bức tranh cơm tấm Bảo Trung hang, cái dưới có hình là Bảo Trung bừng cơm tấm để cho anh tặng bữa trăm chả anh rất là hết. Cái giá một bức tranh mà Lâm nói thì Khương Dừa thấy không có mắc hơn nhiều so với một cái lẵng hoa đó. Và bây giờ Khương Dừa sẽ giới thiệu cái bức tranh mà Lâm cũng làm vẽ tặng Khương Dừa mong ước đang tuần lễ nè. Nó rất là nặng, nó dễ thương không? Khương Dừa thấy dễ thương quá cho nên Khương Dừa mới quay. Ở đây là cái YouTube Khương Dừa Channel. Đây có cái hai cái mái nhà, cái cao cái gì cái dừa hả? Cái dừa trái mới bự vậy đó, cái cao. Này logo Khương Dừa dễ y gan cái logo Khương Dừa luôn nha bác. Ở đây có một cái chương trình mà Khương Dừa rất là tâm đắc luôn. Đó là chương trình học để đổi đời. Khương Dừa đã làm được 2 mùa rồi. Rồi bên đây thì là có một cái chương trình mà bạn con bác cũng đang rất yêu mến, đó là chương trình Ngôi Sao Mặt Giường. Khương Dừa cũng làm 2 mùa. Đó, ở đây là có một cái xuồng. Đó, ở đây có một cái ruộng lúa. Đó, nói chung bức tranh của Khương Dừa thì bạn La Lâm vẽ bự hơn của Vân Duy Dung. Vân Duy Dung đừng có phân bì nha. Vậy là gì? Có nhỏ hơn là do là chỉ có chữ YouTube cái lại quăng thôi. Quăng nó nhỏ là vừa rồi, chứ lớn quá thì nó không có, nó loãng. Con này nó lớn, này còn lớn để mình có thêm cái chương trình kia ha. Vô dạ. Chương trình vô nó dạ. Tại vì quăng với lại dung vẽ là chưa có, không có làm chương trình gì không để vô được ha. Đó. Rồi đó, bà con bác nhìn thấy đẹp không? Thấy dễ thương không? Đó, rất là bự luôn. Quá ý nghĩa, Khương Dừa thấy xúc động quá. Quá đẹp. Thấy rất là thích luôn á. Khương Dừa sẽ mang vô, Khương Dừa treo. Mà giờ thật sự là Khương Dừa cũng được bà con bác thương nhiều á, rồi cũng có tặng những nhiều bức tranh á. Mà giờ thì nhà có một chút téo à, treo hình của mấy đứa nhỏ lên là hết cho treo rồi. Khương Dừa để kiếm, Khương Dừa kiếm một chỗ để Khương Dừa đặt trang trọng lên. Nó nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương. Mà bạn Long mất một tuần để vẽ, nhưng mà không phải một tuần liên tục nha. Ngày bạn vẽ một xíu xíu á, rồi để cho khô, thứ nhất nó khô mà mới dập màu. Dầu. Dạ. Tại con dòng mới dập nhiều lớp, nó nhiều khô. Lớp nó mới đẹp. Nó khô rồi thì bạn mới vẽ tiếp. Dạ. Đẹp quá. Thích ghê. Đây là rồi nè, đó. Đây là chữ của Duy Lâm. Duy Lâm thân tặng. Tính ra cái chữ thiệt xấu hơn cái chữ vẽ hả? Rồi nghe nó được đó, rồi chữ thiệt nè. Chữ vẽ nào vô vẽ. Y như cái nè, cái này cũng giống chữ giống. Đúng là họa sĩ mà. Tôi nhìn nó phát thảo rồi vẽ. Vẽ chì trước hả Long? Dạ, vẽ chì, phát chì. Phát chì trước. Mình coi cái mẫu mình đeo thêm. Đeo thêm mình. Rồi mà người ta muốn
muốn đặt lông vẽ là đưa cái ý tưởng hoặc là đưa cái bức tranh giống nhau hả? Ừ, đó mình vẽ tạo. Mấy mốt mình nó giống như mình nói vậy đó. Đi có sự kiện gì hoặc có mừng tuổi hay mừng sinh nhật gì đó. Dạ. Mình tặng cái này hay vậy. Dạ. Ha. Tại bọn em muốn đi tặng mấy người hoặc tặng gia rồi đó. Tặng gia, một tranh cá ngựa rồi đó. À. Phong thủy. Ừ. Mà giờ lông vẽ nhiều không? Vậy lẽ là vẽ để bán hay là ta đặt hàng? Là bằng đặt hàng. Đặt hàng hả? Em cũng có vẽ ở nhà, cũng có đặt ra đó. Thì mọi người có khác biệt mình nè. Còn mối chính thì là nước ngoài. Nó vẽ mấy tranh tiểu tượng á. Nước ngoài người ta đặt hả? Đặt mấy tranh dạng tiểu tượng á. Tiểu tượng mà nó hoàng quèo, hoàng quèo, hoàng quèo á. Dạ. Ai tưởng gì gửi mẫu qua rồi. Gửi mẫu qua mấy tranh tiểu tượng. Ủa nhưng mà sao có được cái khách nước ngoài? Dạ, hồi xưa là em làm cho ở ngoài Sài Gòn á. À. Dạ. Thì em muốn giao tiếp ngoài đó là Việt Kiều hả? Dạ. Việt Kiều hay là khách nước ngoài luôn? Nước ngoài luôn. À. Rồi bây giờ em khách nước ngoài mà bây giờ mình làm việc á thì người Việt đây. Ừ. Mình qua Long Giang á, Long Giang anh làm việc bên đó cho mình chuyển qua em. Ừ. Rồi vẽ. Mình nhận thù lao. Dạ. Mà giờ báo giá nhiều, báo giá cho mình mỗi tấm bao nhiêu đó, mình báo giá là ok thì mình làm. Ừ. Bây giờ rồi vẽ xong mình chuyển qua cho ta. Dạ. Mình chỉ cần chuyển cái bức tranh qua thôi vậy. Dạ, dạ. Còn này của bánh ta mình cuộn là bỏ ống á, rồi mình gửi. Thì cái đó đâu có mắc bỏ được ha. Dạ. Ừ. Bây giờ vẽ được nhiều không? Dạ. Giờ công việc gì vẽ được ổn không? Dạ, cũng giờ cũng bớt ngày xưa. Bớt hả? Tại còn em bây giờ canh ba mẹ nữa. Ừ. Nên là cũng chia đôi ra. À. Chứ mới thoải mái như xưa mình. À. Thời gian nhiều giờ. À. Quá. Rồi có ai phụ là vẽ một mình? Đó, có nhiều nhiều quá thì bạn, nhờ bạn rồi đó. Bạn vẽ phụ hả? Dạ. Em có mấy bạn cũng họa sĩ chung. Nhiều rồi đưa qua nó làm. Ừ. Nhưng mình bận quá thì vậy đây chuyển qua nó làm. Ừ. Còn nếu mà biết mà mình cảm thấy mình đánh đủ hàng mình làm thì mình làm đủ mình thôi. Dựa sức mình thôi. Hay quá. Hay quá. Cảm ơn Lâm nhiều nha. Dạ. Giờ tôi không biết tặng bạn Lâm cái gì nữa nha. Em cũng cảm ơn anh chưa xong nữa. Thôi giới thiệu tấm đi thì dạ, tấm lòng giới thiệu dạ, để bà con dạ, bác biết dạ, bà con có đặt dạ, cho Lâm thì dạ, cũng hay. Hoặc là thôi sắp tới Khương Dừa sẽ đặt dạ, Khương Dừa sẽ đặt để Khương Dừa ủng hộ cho bạn Lâm. Đó đẹp chưa bà, sắc chưa. Bữa bạn Lâm cũng trong lúc ghi hình cũng có tặng cho Khương Dừa dạ, cho Thanh chị dạ, Huyền dạ, quên em cái tấm đó, cái tấm thanh đó là em cũng quên tại lâu quá em cũng không nói rung quá cũng không nhớ được. Hôm đó cũng bọc thủy đó, nếu mình nói giờ tay không có ghi chữ là thôn mượt thu gió là để cái tấm đó là em tặng cũng cho mấy anh chị cho Thanh lục quyền nguyền rồi đó, đó là cũng có ý nghĩa là cũng như mình làm gì đó cũng thuận buồm xuôi gió. À. Ý nghĩa vậy đó. Yeah. Phong thủy hả? Phong thủy nó cũng phong thủy á, là mình muốn làm đang đây à, không có ghi chữ đang đem à, tại thời gian bận quá em không ghi mấy chữ là thuận buồm xuôi gió vô bốn chữ nữa. À. Mà có cái ý nghĩa của nó là vậy á, là à, tặng để tặng là mình muốn lúc nào mình làm gì cũng suôn sẻ đó. À. Yeah. Ý nghĩa nó vậy. À, rồi sắp tới tập tập mấy rồi tập 10, hôm nay tập 10 hôm 11 12 3 như 13 sao cũng có một bà chị mới với Cần Thơ dạ, bà đi lại cũng khó khăn lắm mình. Dạ. Bà ngồi bà thiêu bà gắn cườm chứ. Dạ. Gắn mấy hạt. Bà làm tranh đó tranh đó là tranh chắc đính đá, đính đá. Trời dạ, ơi thấy bức tranh mà rồi thấy chỉ thấy dạ, mà vô cùng xúc động, ai nhận cũng xúc động. Dạ. Nói chung quý bà con bác mà đi thi ngôi sao miệt vườn dạ, đi cát thôi à. Dạ. Thì cũng rất là dễ thương ha, rồi đi vô mà ghi hình được cũng rất dễ thương, đã cực kỳ dễ thương luôn. Nhưng mà cũng có một thì cũng một vài bạn với các bạn thi rồi sắp các bạn cảm giác thì các bạn không hài lòng, yeah, cho nên bạn cũng không vui vẻ, yeah, cũng không tránh khỏi được, mình không có làm yeah, hài lòng yeah, được hết yeah, mọi người. Đó, nhiều khi mà sau chương trình nhiều khi mình mất luôn cái người khán giả đó. Dạ. Nhưng biết sao giờ, tại vì cuộc thi mà. Dạ. Thì thi có 6 người lên hát rồi thôi. Dạ. Giám khảo họ nghe thì nhiều khi cũng một phần là chuyên môn, một dạ, phần là cũng về cảm xúc của họ. Dạ. Cho nên là cái phần đó là nhưng mà mình tính, nếu mà mình tính về một cuộc thi để vui chơi thì mình dạ, cảm thấy mà thoải mái. Dạ. Vui vẻ thôi. Còn mình đã cái chương trình này đó nó là dành cho là vui chơi mà vui chơi mà còn có còn ấy, mình vô tính đó mình tính dạ, toán so đo dạ, đồ này kia rồi mình hơn thua nhiều quá cái là thì này nó sẽ có nhiều chương trình khác để cho các bạn thi dạ, tốt hơn dạ. Còn này là giống như
À trời, tôi mê hát mà tôi chưa có bao giờ mà tôi thử tôi đứng trên sân khấu. Mà thiệt sự nếu mà đó nó cũng xin lỗi bằng lòng chứ, thí dụ như mà nếu về để thi á, thì dụ như giờ với cái khả năng mà hát, cái khả năng diễn xuất của bằng lòng vậy thì sao người ta chọn vô được. Đúng. Nhưng mà chỉ có chương trình Ngôi Sao Một Giường à. Là bà con của bác là giám, ban giám khảo họ cũng vui vẻ và khán giả họ cũng vui vẻ, khán giả xem chương trình họ cũng vui vẻ và họ chấp nhận. Chứ những chương trình mà về, nếu mà đúng về tuyển chọn giọng hát thì người ta sẽ chọn những giọng hát cực kỳ hay, diễn xuất cực kỳ giỏi để người ta có những một cái tiết mục cực kỳ xuất sắc để gửi tới khán giả. Còn mình tiết mục mình thiệt sự là mình hát thì nó không hay, mình diễn thì nó cũng không giỏi, nhưng mà nó được cái tiết mục nó giải trí, nó vui, nó ấn tượng đó. Và mà khi mà mình đã đứng trên sân khấu mà mình diễn mình dễ thương, mình hồn nhiên, mình tự tin vậy là coi như là rất là dễ thương luôn. Cho nên là tiết mục Long nó cồi đau bụng mà thật sự chia sẻ mà bác luôn, chia sẻ ông Long luôn là mấy bữa mà Khương Dừa đi về quê không, Khương Dừa đi đâu mà Khương Dừa lái xe là Khương Dừa mở cái tiết mục của Bằng Long, Khương Dừa nghe cái bài Hoa Trinh Nữ, nghe là em, dạ, em nhiều khi em cũng nghe lại mà mình cũng nghĩ sao mà mình hát được ra vậy luôn á. Tỉnh ông... nó rung lắm ra vậy luôn. Luôn đó. Mình cũng không biết sao. Bây giờ nói chuyện đã còn lúc đó nói chuyện mà sống dính chùm dính chùm. Giờ tập từ từ. Em nói nhanh quá, nói từ từ thôi. Cho nó rõ ràng xíu. Mấy chuyện nó bị nhanh quá. Cái nó dính. Dễ thương. Rất dễ thương. Thôi cảm ơn ông nhiều nha. Dạ. Thôi chia sẻ với bà con chú một xíu thôi. Dạ cảm ơn quý bà con chú anh chị đã theo dõi video của vừa nha. Kính chúc quý bà cô chú nhiều sức khỏe. Để quý bà cô chú anh chị mà có đặt tranh hay gì đó, bà quý bà cô chú chưa có hỏi thì để mình gắn cái số điện thoại, chia sẻ điện thoại cho bà con bác. Không có ai đặt mình ủng hộ, nói chung là mình có cái gì hay ho rồi ngon rồi mấy anh em bù buôn bán kinh doanh có cái gì đó Khương Dừa giới thiệu được vừa dùm thì Khương Dừa giới thiệu. Mà cái này là tại vì Khương Dừa quay á, chứ còn đúng cái tấm lòng của bạn bán chặn tới rồi tặng Khương Dừa mở ra nãy giờ đó, rồi bạn nói mắc cỡ không quay, rồi Khương Dừa nó hơi tại bức tranh đẹp quá nên tấm lòng của bạn, rồi mà ít khi mà có một bạn mà tới nhà là mà để tặng mình món quà vậy, chứ thường thường mọi người tới nhà là để nhờ giúp này giúp kia không à, cho nên là rất quý. Bữa trước cũng có Khương Dừa đi quay ở nhà cũng có Hưng trong tập 5 Ngôi Sao Một Giường ở dưới quê ở Tân Châu An Giang, mà cũng ghé nhà cũng cho khô cho bánh bò, nói chung thấy thương lắm, nhiều bạn thí sinh thấy thương lắm. Mà đợt này Khương Dừa làm 10 tập phim ca nhạc Ngôi Sao Một Giường, Khương Dừa làm mới 3 tập mà thật sự là bữa nay bà con bác thấy Khương Dừa là đang giữ thần lắm rồi đó. Khương Dừa đi cờ nắng, Khương Dừa dân nắng, Khương Dừa làm các bạn mà ốm nữa, tại vì bà con bác cũng biết rồi, các bạn đâu có diễn được. Nhưng mà nhiều khi cái kịch bản mình phải xây dựng cho nó cảm, cho nó xúc động, rồi cho nó hài hước. Cho nên là khi đặt các bạn vô các bạn diễn, các bạn không diễn được. Cho nên Khương Dừa phải gò, vừa phải hướng dẫn, phải nương các bạn. Cho nên rất là cực, quay rất là cực, nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Hy vọng là sắp tới là phát sóng, quý bà cô chú sẽ ủng hộ cho phim ca nhạc của các bạn thí sinh Ngôi Sao Một Giường, ủng hộ Khương Dừa ha. Dạ rồi, còn bây giờ thì thôi cảm ơn Duy Long nhiều nha. Dạ cảm ơn quý bà cô chú anh chị theo dõi video Khương Dừa. Kính chúc tất cả quý bà cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn lại. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.